Tính đua ở giữa là sao? Thưa, chính là điều không ngờ Việt Nam ta đã chọn. Việt Nam ta đã chọn rất đúng, không biết làm được chưa thôi, nhưng đã nói đúng. Là gì? Ta đi theo kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là gì? Là ai giỏi thì hưởng nhiều, ai dở hưởng ít, đó là kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Là gì? Là không để cho xã hội này chênh lệch quá đáng. Hoặc là có biết đi nữa cũng ngồi nhìn. Tại vì nếu mà đã hiểu biết không bao giờ ngồi nghe kiểu này hết á. Mẹ ai cũng bây giờ tôi hỏi quý vị mẹ, đường lên đỉnh Olympia thắng cái gì Úc học. Ok, con của thứ trưởng giáo dục đi Anh học, cháu của Võ Nguyên Giáp đi Paris học. Thấy không? Chủ tịch ủy ban kinh tế của quốc nội của quốc hội Việt Nam. Gả con gái cho Tây. Ok. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm dâu Suya với lại Tư Bổn, đem cái thằng Tư Bổn về Việt Nam. Thế nè, bây giờ tiếp nè, nghe nè, khéo léo đánh đu. Việt Nam ta đã định hướng được rồi đó. Sau này chắc chắn thế giới phải lấy mô hình của Việt Nam mà bắt chước. Chỉ có cái là ta chưa thành công nên ta chưa thuyết phục được thế giới thôi. Nhưng đây chính là mô hình của thế giới tương lai. Nên ta may mắn ta được là người Việt Nam, ta chọn cái con đường này. Giờ thầy sẽ nói thêm. Thấy chưa? Chắc chắn một điều là trong tương lai là thế giới sẽ chọn cái mô hình này. Mô hình đánh đu. Mô hình đánh đu giống như con khỉ. Oh my god này. Vậy mà ảnh nói ảnh không có chính trị, ảnh nói ảnh không có nịnh chính quyền. Quý vị thấy không? Mẹ, xã kinh tế thị trường là gì? Là chênh lệch giữa người giàu người nghèo. Tầm bậy tầm bạ. Tôi nói cho quý vị nghe nè. Cái nước mà gọi là cái nước kinh tế thị trường á, lớn nhất là cái nước nào? Cái nước mà kinh tế thị trường mà lớn nhất á, nếu mà nói đúng luôn á, phải nói đến thằng Mỹ. Ok? Hoặc là lục địa Âu Châu có thể là nhất nhì về đó. Ok? Đúng không? Ở cái nơi đó đó, không có cái chuyện mẹ, cái sự chênh lệch giữa người giàu người nghèo nó gần giống như nó ít, rất là ít. Mẹ, nó càng giàu có chừng nào kinh tế thị trường càng nhiều chừng nào nó đóng thuế nó nuôi người nghèo nhiều chừng đó. Mẹ, một năm như vậy mẹ dân nhập cư mẹ đập tường biên giới vượt vô trong nước Mỹ. Mỗi năm như vậy nước Mỹ bốc hầu bao mẹ nuôi biết bao nhiêu, không những cho cái người trong nước, cho luôn cả châu Phi, cho tùm lum hết. Mẹ đi qua Việt Nam mổ mắt một năm bao nhiêu, xây bao nhiêu cái nhà cho Việt Nam, viện trợ cho Việt Nam bao nhiêu. Quý vị có thấy không? Để làm chi? Để xóa bỏ cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo. Mẹ, người già người bệnh tật, thằng Úc ở bển cũng vậy, già đó không có tiền á, nhà nước có nuôi không, sống có đó, xã hội chủ nghĩa. Chứ có khoảng cách giàu nghèo, mẹ nhìn qua thằng Bắc Kinh là ông cố nội là cái thằng lớn nhất. Anh này nè, anh này là Lý Thường Kiệt hỗn nè, thấy không? Trung Quốc là anh, Việt Nam là em á, mà ai quýnh Lý Thường Kiệt là hỗn, là ông này nè. Ông Thích Chân Quang là ông này nè. Mấy bà già với lại dân ngu khu đen á, bị dụ á, đưa vô. Thấy không? Ngồi đó nghe biết mẹ vậy đâu, thành ra không phải coi N10 TV. Coi N10 TV xong vô gặp mấy ông này là bye bye liền à. Thấy không? Các nước khác người ta không biết, thấy không? Thì cái mô hình này chắc chắn một trong tương lai là các nước người ta chọn. Mẹ, các nước khác tiềm lực kinh tế nó cỡ nào mà nó phải đi học Việt Nam. Mẹ, Việt Nam là khí hậu nè. Mẹ, cái vụ mà nãy tôi nói đó.